Chào mừng quý vị và các bạn đến với video phân tích thị trường tuần 13 tháng 2. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ đến với Dow Jones đầu tiên đã. Dow Jones trong tuần vừa rồi giảm 0,17%, tương đương với cả 56,74 điểm. Như vậy là cái mức giảm này quá là nhẹ nhàng. Và nó cũng giống như là cái tuần trước nữa, đó chính là một cây doji. Như vậy là Dow Jones vẫn tiếp tục là đi ngang trong ngắn hạn thôi và cũng chưa có bất kể một cái điều gì để phân tích thêm cả. Tiếp theo thì sẽ đến với cậu vàng. Vàng trong tuần vừa rồi chỉ giảm có 0,02% thôi. Có thể nói là gần như không giảm gì cả. Chúng ta sẽ sang khung ngày nhé, để xem các biến động như thế nào. Như kế hoạch trong cái video lần trước mà tôi đã chia sẻ, thì chúng ta sẽ chờ đợi vàng lên tới cái ngưỡng 1900. Rồi sau đó chúng ta sẽ tìm kiếm điểm để chúng ta làm cái lệnh short. Và trong tuần vừa rồi thì cái diễn biến nó quá nhanh khi mà vàng đã lên tới ngưỡng 1890, rồi sau đó là bật thẳng xuống ngưỡng 1860 và bây giờ đang dừng ở ngưỡng 1865. Thì cái cây nến ngày mùng 9 tháng 2 cũng chính là cái cây nến đảo chiều đi xuống, và ở thời điểm hiện tại chúng ta hoàn toàn có thể là vào trước một cái lệnh short. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với dầu. Dầu trong tuần vừa rồi đã tăng 0,34%. Hiện tại đang đóng cửa ở cái ngưỡng là 79,785 đô. Như vậy là việc chúng ta xác định dầu trong tuần này tăng là chính xác, là tuy nhiên chúng ta có cái điểm để vào lệnh long hay không. Khi mà chúng ta nhìn vào nến thì hoàn toàn không có một cái cây nến nào thực sự là đủ tin cậy để chúng ta vào một cái lệnh long cả. Thế nên là tuần vừa rồi chúng ta sẽ không có cái điểm vào lệnh. Còn hiện tại thì chúng ta sẽ không long rồi, mà là sẽ chờ đợi những cái tín hiệu đảo chiều đi xuống để chúng ta short. Tiếp theo là Bitcoin. Bitcoin trong tuần vừa rồi giảm 5,13%, tương đương với việc giảm 1.177 đô và đang tiến tới cái ngưỡng hỗ trợ là 21.000. Và chúng ta sẽ sang khung ngày để xem có cái điểm vào lệnh trong tuần trước hay không. Trong tuần vừa rồi thì mãi đến cái ngày mùng 9 tháng 2 thì chúng ta mới có được một cái phiên phá thủng cái ngưỡng cản rất là mạnh, đó chính là cái ngưỡng 22.700 ở đây. Đây cái đường vàng bên trên này. Thì với cái cú phá vỡ mạnh như vậy thì chúng ta cũng chưa hề có điểm vào. Mà bây giờ chúng ta sẽ có hai cái kế hoạch đưa ra như thế này. Thứ nhất là chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Nếu như ở trong cái trường hợp 1, giá tiếp tục tiến về cái ngưỡng 21.000 thì chúng ta sẽ chờ đợi những cái tín hiệu đảo chiều đi lên để chúng ta làm một cái lệnh long ở đây. Nhưng trường hợp ngược lại, nếu như giá trong thời gian tới mà lại đi lên, tiến sát tới cái ngưỡng tầm 22.800 đến 22.900 ở đây, thì chúng ta sẽ tìm những cái điểm đảo chiều đi xuống để chúng ta short. Đây là cái kế hoạch trong tuần tới của chúng ta. Thị trường diễn biến như thế nào thì chúng ta sẽ thuận theo để mà có những cái kế hoạch giao dịch nó hợp lý hơn. Bây giờ là DXY, chỉ số đô la index. Trong tuần vừa rồi thì DXY tăng 0,57%, tương đương với 0,586 điểm. Hiện tại thì đang ở ngưỡng 103,578 điểm. Và cái ngưỡng 104 cũng chính là một cái ngưỡng cản rất là mạnh. Khi mà chúng ta sang khung ngày thì hoàn toàn chưa có bất kể một cái tín hiệu đảo chiều đi xuống nào cả. Thế nên có một cái tỷ lệ khá lớn ấy là cái ngưỡng 104 này là sẽ bị vượt qua và đô la sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Nếu như điều đó thực sự xảy ra thì những cái thị trường khác như là Bitcoin hay là vàng thì sẽ khá là ảm đạm. Tổng kết lại về thị trường thế giới thì chúng ta thấy rằng sau khi Fed ra tin tăng lãi suất thì dòng tiền đã quay trở lại với cả đồng đô, và trong 2 tuần trở lại đây thì đồng đô liên tục tăng giá. Còn những cái thị trường khác như là thị trường vàng hay là tiền số Bitcoin thì đã có những cái sự giảm rất là mạnh. Còn những cái thị trường ví dụ như là chứng khoán thì lại hoàn toàn là đi ngang, chưa hề có bất kể một cái động thái thực sự nào của các nhà đầu tư cả. Đó là về thị trường thế giới. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với VN Index. VN Index trong tuần vừa rồi giảm 2,03%, tương đương với 21,85 điểm. Mức giảm này tuy không nhiều, tuy nhiên cái ngưỡng 1050 của chúng ta
là đã cực kỳ sát rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang khung ngày nhé, để xem cụ thể và chi tiết hơn tình hình thị trường biến động ra làm sao. Ít nhất thì cũng có một cái điểm khá là tích cực, đó là VN Index trong khung ngày vẫn đang ở phía trên đường MA 100. Còn đương nhiên nếu mà nói về nến ấy, thì thực sự là đã có xác nhận đảo chiều đi xuống rồi. Chỉ có điều là nó có vượt qua được cái ngưỡng cản mà chúng ta đã định trước là 1050 hay không. Nếu như nó thủng 1050 cũng là thủng luôn cái đường MA 100 này, thì thực sự cái đường trendline này ấy, khả năng bị thủng rất là cao. Và đến khi đó VN Index rất có thể sẽ còn xuống sâu hơn nữa. Rồi không còn cách nào khác là chúng ta án binh bất động và ngồi chờ thôi. Ai mà cầm tiền thì đương nhiên là chúng ta sẽ hạn chế mua. Còn những ai mà đang cầm hàng thì chúng ta sẽ phải xác định đến cái việc là phải chốt ngay, thậm chí là phải cắt lỗ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với các mã mà mọi người yêu cầu team review trong tuần vừa rồi nhé. Mã đầu tiên đó là mọi người hỏi là Fit có bán được hay không. Fit vào hôm thứ 6 ngày mùng 10 tháng 2 đã có một cái cây sàn rất là mạnh. Cái khối lượng cũng khá là lớn. Hiện tại thì giá đang dừng ở cái ngưỡng hỗ trợ là 4.3. Cái ngưỡng hỗ trợ này ấy, thì thực ra nó là một cái ngưỡng không mạnh lắm. Nó chỉ là một ngưỡng hỗ trợ yếu thôi. Khi mà chúng ta xem xét lại một cách tổng quan hơn thì chúng ta cũng đang có một cái mức giá nằm phía trên đường MA 100. Chúng ta cũng đang nằm phía trên cái đường giữa của Bollinger Band 14. Thế nên là về bản chất nhá, thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể là quan sát tiếp. Đây là cái ý kiến cá nhân của tôi thôi. Nếu như anh chị và các bạn nào ấy mà đã có lãi rồi mà cảm thấy thế là đủ thì chúng ta cứ việc chốt. Còn để giải quyết tốt nhất về vấn đề tâm lý thì chúng ta sẽ bán trước một phần, để trong trường hợp đi lên thì chúng ta vẫn tiếp tục có lãi. Thế còn trường hợp ngược lại, giá mà tiếp tục đi xuống thì cái thiệt hại mà chúng ta nhận phải ấy, nó cũng sẽ được giảm. Mã tiếp theo mà mọi người hỏi có bán hay không đó chính là NKG. NKG này nó cũng chính là một cái ví dụ rất rõ ràng cho những ai mà đang cầm Fit này. Nếu như Fit cũng giống như NKG, giống cái phiên mùng 2 tháng 2 này, tức là đóng cửa phía dưới đường giữa Bollinger Band 14 là cái đường màu vàng, cũng như là đóng cửa phía dưới cái đường MA 100 là cái đường màu trắng ở đây, thì đây chính là cái thời điểm mà chúng ta phải bán. Nếu như xét ở thời điểm hiện tại nhá, thì NKG rất có thể là sẽ đi ngang trong ngắn hạn. Và cái ngưỡng, đây cái ngưỡng ở phía dưới này này, chính là một cái ngưỡng hỗ trợ trong ngắn hạn, là cái ngưỡng 13. Đó thì cái này cũng hoàn toàn tùy thuộc vào cái khẩu vị rủi ro của từng người. Nếu như trong trường hợp mà bạn nào thấy rằng giá mà giảm xuống dưới 13 là mình vẫn có thể chịu được cái mức thiệt hại đó thì chúng ta sẽ giữ. Khi nào giá đóng cửa dưới 13 thì chúng ta bán. Mã tiếp theo là BSR có bán được hay không? BSR thì thực ra lại không đáng lo. Trong cả tuần vừa rồi thì cái lực bán cũng khá là mạnh. Tuy nhiên BSR thì lại là đi ngang. Giá đóng cửa của BSR vẫn là ở phía trên cái đường MA 14, tức là cái đường giữa của Bollinger Band này. Đây cũng chính là một cái điểm khá là hay. Nó hay ở chỗ là rất có thể là trong thời gian tới BSR sẽ tăng. Vì vậy theo ý kiến cá nhân của tôi thì BSR chúng ta có thể giữ để quan sát nhé. Còn trường hợp mà BSR đóng cửa phía dưới 16 thì chúng ta bán. Tiếp theo là TCB. TCB ở giá hiện tại so với cả cái điểm hỗ trợ 26 thì nó chỉ cách nhau có 3.5% thôi. Thì đây cũng là một cái khoảng cách cũng khá là nhỏ, cũng không đáng bao nhiêu cả. Tuy nhiên cũng tùy vào vị trí của từng người mà chúng ta sẽ có cách xử lý khác nhau. Nếu như hiện tại đang có lãi hoặc là đang lỗ nhẹ đi, hoặc là hòa vốn, thì chúng ta hoàn toàn nên bán. Chúng ta cứ bán đi. Để xem giá TCB sẽ phản ứng ra sao ở cái ngưỡng 26 này thì chúng ta sẽ tính tiếp. Nếu như lại từ 26 bật chiều ngược trở lại thì chúng ta sẽ lại mua, không vấn đề gì cả. Chứ chẳng may nó lại đóng cửa phía dưới 26 thì lúc này thiệt hại của chúng ta sẽ còn nặng nề hơn. Những ai mà đã từng trải qua cái đợt sập vào đầu năm ngoái, đầu năm 2022, thì chắc chắn sẽ hiểu vấn đề này rất rõ.
APG xét theo trung hạn ấy thì thực ra vẫn đang ở trong cái xu hướng đi ngang. Cái hình chữ nhật màu tím ở đây ấy, chính là cái khoảng giá mà APG đang đi ngang. Nó là khoảng từ 5.5 cho đến 6.5. Vậy thì hiện tại giá đang ở cái mức lấp lửng ở giữa thì chúng ta hoàn toàn có thể là chờ đợi tiếp cũng được. Thế nhưng nhá, trong trường hợp mà giá xong vài phiên tới mà lại tiếp tục bật mạnh xuống ấy, thì tốt nhất là chúng ta bán luôn. Vì nếu như điều đó xảy ra thì cái tỷ lệ xuyên thủng ngưỡng 5.5 này rất là cao. Bây giờ chúng ta sẽ đến với điểm mua. Mã đầu tiên của điểm mua là DXG. Rất tiếc là DXG không có điểm mua, bởi vì cái ngày thứ 6 ngày mùng 10 tháng 2 chính là cái ngày đã phá cái ngưỡng hỗ trợ 12. Đây chính là điểm mà chúng ta phải bán. Thế nên chắc chắn chúng ta sẽ không mua. Và có cả bạn hỏi về cái việc là có trung bình giá hay không. Thì đương nhiên chúng ta sẽ không trung bình giá ở lúc này, vì giá còn có thể xuống sâu hơn nữa. C4G có điểm mua hay không và có trung bình giá được hay không? Riêng C4G này ấy, thì lạc quan hơn so với cả cái ông DXG. Tức là C4G này vẫn đang ở phía trên một cái ngưỡng hỗ trợ rất là mạnh, đó chính là cái ngưỡng 10. Đây, cái đường màu cam đây. Còn cái đường MA100 màu trắng đều nằm ở phía trên hết. Thì chúng ta tạm thời quan sát C4G đã, chưa mua vội. Chúng ta sẽ chờ giá xuống thấp hơn một chút ở dưới cái ngưỡng 10 này, để xem có những cái tín hiệu đảo chiều đi lên hay không, thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh mua. Khi nào mà C4G này mà xuống tới cái ngưỡng 10 ấy, thì mọi người có thể là chat ở trong cái Zoom Zalo để team còn có thể là nhận định nó thực tế hơn, nó sát với cả thị trường ở thời điểm đó hơn. ANV có mua được hay không? ANV này khá là hay. Thực ra ANV là đã có một cái điểm mua từ ngày thứ 5, ngày mùng 9 tháng 2 rồi. Thực ra đến sang đến ngày mùng 10 tháng 2 này chính là cái thời điểm mà chúng ta có thể mua này. Nếu như bây giờ chúng ta mua thì thực sự nó cũng hơi thiệt. Thiệt mất khoảng 6.5%. Rồi anh em nào mà thấy thích quá thì chúng ta hoàn toàn có thể là giải ngân mua ANV nhá. Nhưng mà chúng ta sẽ không mua với một tỷ trọng lớn đâu, bởi vì thị trường chung hiện tại đang không ổn tí nào. Còn trong trường hợp chúng ta mua rồi thì chúng ta sẽ cắt lỗ nếu như giá đóng cửa phía dưới 32. PVD có mua được hay không? Hiện tại thì chúng ta có thể là mua trước một phần để thử thị trường nhé. Khi nào giá vượt hẳn cái ngưỡng 21.5 thì chúng ta sẽ gia tăng tỷ trọng. PC1 có mua được hay không? PC1 thì chúng ta không nên mua nhé. Thứ nhất là đang có những cái phản ứng đảo chiều đi xuống ở cái ngưỡng đỉnh cũ là cái ngưỡng 26. Tiếp theo đó chính là cái ngày thứ 6, ngày mùng 10 tháng 2. Nó lại là một cái cây pin 3 đảo chiều đi xuống. Đây chỉ là tín hiệu thôi. Tuy nhiên cái khối lượng này, đây, cái khối lượng nó là tăng vượt bậc so với cả các ngày trước đó. Thì đây là một trong số những cái dấu hiệu xả hàng. Vâng, vậy đây chính là cái thời điểm mà chúng ta phải tính đến cái việc là bán cơ, chứ không phải là mua. Nếu như trong vài phiên tới mà xuất hiện lực bán ấy, thì chúng ta sẽ phải bán ngay lập tức nhé. HHS có mua được hay không? HHS thì lại khá là hay. Mặc dù là chưa vượt qua được cái ngưỡng cản rất là mạnh, đó chính là cái ngưỡng 4.3. Tuy nhiên cái tiềm năng tăng nó là có nha. Tất nhiên nếu như thích lắm ấy, thì chúng ta sẽ mua trước một ít thôi. Khi nào vượt qua 4.3 thì chúng ta sẽ gia tăng tỷ trọng sau. Chúng ta sẽ cắt lỗ khi nào? Đó chính là khi mà giá đóng cửa phía dưới cái đường giữa của Bollinger Band 14. Tiếp theo, IDI có mua được hay không? IDI hiện tại đang có những cái phản ứng giá khá là tốt ở cái ngưỡng 12, cũng chính là một cái ngưỡng hỗ trợ khá là mạnh, và đã có những cái tín hiệu đảo chiều cũng rất là rõ ràng. IDI chúng ta có thể mua nhé. Tất nhiên, nếu mà trong trường hợp mà xấu nhất thị trường không ủng hộ chúng ta mà giá đóng cửa dưới 12 thì chúng ta sẽ bán, cắt lỗ.
PNG có mua được hay không. PNG hiện tại nhá là chưa cho chúng ta điểm mua. Tuy nhiên lại có những cái tín hiệu cho thấy rằng PNG đang tạo vùng đáy ở cái vùng giá là 82. Vì vậy chúng ta có thể đưa PNG vào trong cái list để theo dõi nhé. Cái tín hiệu tạo vùng đáy là như thế này. PNG đã giảm một lèo từ cái ngưỡng là 95 xuống luôn cái ngưỡng 82, tức là giảm đến hơn 13%. Thì đây cũng là một cái đợt giảm khá là mạnh trong thời gian vừa rồi. Và đáng chú ý ở đây đó chính là cái ngày mùng 3 tháng 2 thì chúng ta đã có một cái khối lượng giao dịch rất là lớn. Khối lượng này là vượt trội hoàn toàn so với cả cái khoảng thời gian trước đó. Đó thì cái ngày mùng 3 tháng 2 này chính là cái ngày tín hiệu tạo đáy. Tạo đáy thôi, nhưng tạo đáy xong thì nó rất có thể là sẽ đi ngang, cũng giống như là bên này chẳng hạn. Có những cái tạo đỉnh xong không có nghĩa là nó sẽ đi xuống, mà nó sẽ tiếp tục đi ngang. Đi ngang xong rồi nó đi theo hướng nào thì chúng ta chưa biết. Chúng ta sẽ phải chờ những cái động thái tiếp theo. Và tương tự như vậy, sau khi tạo đáy xong thì chúng ta sẽ chờ đợi những cái phiên đi ngang. Sau khi đi ngang mà chúng ta thấy có sự bứt phá đi lên thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc mua, nó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Còn bây giờ mà mua ấy là chúng ta sẽ bị chôn vốn và rất là sốt ruột, bởi vì nó sẽ đi ngang, mà nó đi ngang đến bao giờ thì đâu có thể biết được, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cứ đưa nó vào cái danh sách theo dõi và chờ đợi thôi. Đó là toàn bộ những cái mã mà mọi người đã yêu cầu team review trong tuần vừa rồi. Tổng kết lại thì chúng ta thấy rằng VN Index hiện tại đang vẫn ở trên cái ngưỡng 1050, cũng là một cái ngưỡng cản mà tôi đã vạch ra từ trước đó. Vậy nên là cái tuần sau lại tiếp tục là một cái tuần rất là quan trọng. Hy vọng rằng VN Index sẽ không thủng cái ngưỡng 1050 này. Còn về các cái mã đơn lẻ thì chúng ta thấy rằng là những cái mã xuất hiện điểm bán cũng đã nhiều hơn rồi. Còn đối với điểm mua thì mặc dù cũng có, nhưng mà cái độ tin cậy không hề cao một chút nào. Vì vậy cái chiến lược của chúng ta ở thời điểm này đó chính là phòng thủ. Cảm ơn các bạn đã xem video cho đến giờ phút này. Nếu như thấy hay thì các bạn cũng đừng tiếc một like, một share và đăng ký kênh. Chúc các bạn sang tuần mới giao dịch thật là tốt. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye!